Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người một siêu phẩm tại dãy GS Metro City Nhà Bè. Cái mẫu nhà phố mà Phước Sửu review đến quý chị là một sản phẩm với mức giá thấp nhất tại dãy. Với sản phẩm này thì xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu, sân thượng và áp mái với diện tích ngang 7, dài 17. Như Lycam của Phước Sửu đang bay Lycam thì mọi người dùng thấy với căn nhà phố giống như một căn biệt thự mini. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà vào bên trong để khám phá về căn nhà phố này nha. Với cách thiết kế ngang 7, dài 17 và chiều trước 3, chiều sau 2 thì bên trong thì mình có thể thiết kế một phòng khách khá xịn sò. Đây như mọi người nhìn thấy nè, một phòng khách sang trọng, hiện đại. Và đặc biệt là ở đây mình có thể thiết kế được một gian bếp nha cả nhà. Với cái diện tích này thì mình cũng có thể thiết kế được một cái thang máy mini di chuyển lên 2 tầng. Và bây giờ là tầng đầu tiên nha cả nhà. Tầng đầu tiên thì mình có thể thiết kế 2 phòng ngủ. Và các phòng ngủ đầu tiên, master bedroom, cực kỳ sang trọng và có một bàn pizza ở bên trong phòng luôn. Mình có thể giải trí trong phòng luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhìn cái tầm view của cái căn nhà phố nhìn qua các dãy biệt thự song lập ha. Và bây giờ mình sẽ lên tầng thứ 2. Trên này thì mình có thể thiết kế 2 phòng ngủ là nhà. Với ví dụ gia đình có khoảng 2 đứa con đi, thì bây giờ đứa con đầu tiên là đứa con trai, một cái tông màu khá đẹp, khá bắt mắt. Nơi đây thì chứa đựng những nhiều cái tâm tư nguyện vọng của một đứa con ha. Và đây là phòng ngủ thứ 2, là phòng ngủ của em bé gái, rất là đẹp luôn, với một tông màu hồng cực kỳ mát mẻ và tạo nên một phong cách ấm cúng hiện đại. Với cái cách thiết kế của căn nhà phố thì phía trước và phía sau đều chừa khoảng sân vườn nên mọi người nhìn thấy là một cái không gian rất là thoáng mát. Và bây giờ cái tầng ở đây là tầng trên cùng nha cả nhà. Tầng trên cùng này gọi là tầng áp mái, thì có thân sân tường trước nè, sân tường sau và đồng thời ở đây là cả áp mái. Thì với cái gian áp mái thì mình có thể là thiết kế được một cái phòng ngủ mini, hoặc ở đây thì mình có thể là một cái phòng sinh hoạt chung luôn cả nhà. Đấy, với cách thiết kế như vậy rất là tài tình thì cho ra được một cái gam màu xịn sò. Ở đây thì mình có thể tiếp khách khi mà tới chơi, hoặc là ở đây mình có thể là dùng làm phòng chiếu phim. Và một cái không gian rất là bắt mắt ở phía trước và phía sau không gian sân vườn thì tạo nên một cái khoảng không khá tuyệt vời để mình có thể trồng cây và mình có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời tại dãy này. Còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để mình nhận lấy cái mẫu thiết kế của căn nhà phố này và tìm chọn cho mình một nơi an cư lý tưởng và đầu tư sinh lợi tại dãy Sanga Nhà Bè nha. Xin chào và hẹn gặp lại.